mét. Từ đâu vậy? Bắp mét này làm ở đâu vậy? Cần ở đâu ta? Ở đâu vậy ta? Mình không có cái thấy đường á. Chắc khi mình bỏ lên video thì mọi người sẽ nhìn thấy ha, là ở đâu ha. Tại vì đồ ở đây thì có thể là từ Việt Nam hoặc là từ Thái Lan, hai chỗ đó. Đấy. Trước nhất để 3 phút đi, nếu mà mình thấy chưa có tan đá thì mình sẽ làm thêm, nhưng mà trước nhất là 3 phút. Còn làm nữa không? Còn làm nữa, 2 phút nữa đi. Còn làm lại, nhưng mà tan đá rồi. Đi ra ăn trái bắp. Bây giờ chỉ là buổi sáng thôi à. Ăn sáng. Chó đi theo cái đồ. Chó nó đi theo cái đồ mình. Sao mình ái ngại quá vậy? Sao mà ăn được tự nhiên đây? Gia tài chỉ có một trái bắp. Gia tài chỉ có một trái bắp thôi à, Miêu Kỳ à. Hả? Mà lỡ dồn miệng nữa thì làm sao mà ăn ra được đây Miêu Kỳ? Ha. Mà đồ ăn của người của mình, người ta đó, mấy đứa nhỏ nó cấm cản, nó không cho con chó nó ăn. Nó nói chó nó ăn thì chó nó sẽ bị độc, bị chết, bị bệnh đủ thứ. Nhưng mà nghe nó nói thì bắp thì cũng ăn được. Trời ơi nó nóng, trời ơi mình chỉ muốn gỡ ra. Thôi đừng có snip nữa, đừng có hửi nữa, đừng. Chị chỉ muốn dở ra một cái đi đằng chấm dứt cái video của mình thôi. Đó, nhiều hiệu lắm. Có rất là nhiều hiệu. Nhưng mà nó là những cái nếp mà nếp dẻo đó. Ngọt dẻo đó. Đấy, mình buổi sáng một ly cà phê sữa đá. Trưa một chút mà nấu đồ ăn trưa cho mấy đứa cực nhỏ. Xong thì mình ăn nhẹ một món thôi hả, nhẹ một cái gì thôi thì vậy là cũng xong. Chó này một chút xíu mình vừa ăn cho nó vừa ké với mình chút thôi thì thôi ha, mình chấm dứt đây ha, chấm dứt cái video nha. Mình nói chấm dứt rồi nhưng mà mình sực nhớ cái video của mình chưa complete, là tại vì mỗi lần thường mình hay mở cái gì ra rồi mình sẽ nhai một cái rồi mình nói. Nên là mình ăn cái này trong cái bịch này á, thì họ bán là gồm có 4 trái à, một bịch có 4 trái à. Bữa hôm hết 2 trái rồi. Bây giờ 2 trái nữa là hết một bịch. Nó dẻo nẹo à. Bắp mà thì nó vậy đó, nó dẻo mà.
nó ngon hơn rất là nhiều so với bắp tây, bắp ở đây trong siêu thị bán mình không thích chút nào hết đó, bởi vì nó nước không, nước sữa không, cho nên bắp 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 dẻo này nè, bắp dẻo Việt Nam Thái Lan nữa là mình thích nhất. Okay, it's so hot, it's very hot. Look, it's hot. Okay, bye bye.